250 triệu là con số mà anh em phải chi ra để sở hữu cái combo mà mình đang cầm trên tay. Nhưng mà theo mình là nó xứng đáng với con số đó, đặc biệt là với anh em nào chụp ảnh sản phẩm thương mại. Thực lòng mà nói thì đây không phải là một cái bài chia sẻ hay là một cái bài đánh giá gì về cái combo này cả. Đây là chiếc Fujifilm GFX100 Mark II cộng với chiếc ống kính mới của họ luôn, là cái chiếc Fujinon 55F1.7. Cái khẩu độ rất là lớn, 1.7 là lớn nhất trong tất cả các dòng lens của GFX ở thời điểm hiện tại. Mình thì sẽ chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình, không phải là một người đánh giá, mình càng không phải là một chiếc ảnh gia hay là một người chụp ảnh sản phẩm thương mại, chụp ảnh vật dụng thương mại hay là chụp ảnh quảng cáo. Chỉ đơn giản là mình cầm, mình sử dụng nó hàng ngày, mình đi chụp những cái thứ mình thích và mình chia sẻ lại với anh em cảm nhận cá nhân của mình khi mình sử dụng combo này. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn nói với anh em về cái combo này là nó cầm khá là mỏi tay. Mình gọi khá ở đây còn nhẹ nhàng đó, chứ thiệt ra là nó cầm rất là mỏi tay. Mình đã có ít nhất là 2 buổi chụp với con GFX100 Mark II này, nguyên cả cái combo này luôn nha. Và cả 2 buổi chụp đó mình đều handheld hết toàn bộ và mình cầm khoảng độ 3 tiếng đồng hồ. Thì về cái tay của mình nó gần như rã rời. Và anh em thấy không, mình cầm nó thôi, nãy giờ mình nói chuyện với anh em, mình đã đổi tư thế liên tục. Mình cầm như thế này và mình cầm như thế này, đổi tư thế liên tục, nhiều khi mình còn kẹp nách nữa. Và mình dùng cái tay để mình làm những cái thao tác khác, ví dụ như bấm máy tính hay là nói chuyện với mẫu đồ này nọ. Tại vì những cái buổi đó là hầu hết là buổi chụp outdoor. Nếu những anh em nào làm công việc studio thì anh em có thể tháo cái này ra ha, và anh em gắn sợi dây tether vào thì câu chuyện đó rất là dễ dàng rồi. Anh em có thể bỏ lên bàn, anh em có thể nhét nó bất kỳ đâu. Nhưng mà mình thì mình chụp outdoor, mình thích cái chuyện đó hơn. Và mình cầm mình đi ra ngoài chụp rất là nhiều. Cho nên đó là cái combo này rất là nặng. Theo mình thì sẽ có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên là ống kính 55mm mới này của nhà Fujifilm khá là nặng. Tổng trọng lượng của combo này khoảng độ 1,8 kg, nhưng riêng cái ống kính này đã rơi vào khoảng gần 1 kg rồi. Và như vậy thì nó sẽ rất là khó để cho anh em có thể cầm như thế này hoài mà không bị mỏi tay. Nếu mà để so sánh với những combo full frame á, mà có cái trọng lượng khoảng độ 1,8 kg này ha, thì cái ống kính của nó sẽ rất là dài, thường là những cái ống kính tele chứ không phải là những ống kính có cái chiều dài ngắn như thế này. Và khi đó anh em sẽ có một cái socket kit ở dưới này hoặc là một cái ngàm để anh em gắn vào tripod đó, thì chúng ta sẽ cầm vào cái phần socket kit đó thì nó sẽ dễ hơn là chúng ta cầm cái thân máy ở bán cầm hoặc là cầm vào cái ống kính như thế này ha. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa theo mình nghĩ là nó to và nó đắt. Nó to thì ai cũng nhìn thấy nó to rồi, nhưng mà nó đắt thì sẽ khiến cho mình khi mình cầm như tay của mình nè, mình luôn cảm giác lo sợ, tại vì đây không phải là sản phẩm của mình chỉ mượn với Fujifilm thôi ha. Cho nên là mình sẽ sợ nó bị rớt, cho nên lúc nào mình sẽ siết cái tay mình rất là chặt vào trong cái body, hoặc là mình siết rất là chặt vào trong cái ống kính này. Và khi mình siết chặt như vậy cộng thêm cái sản phẩm này nó rất là nặng nữa, cho nên sẽ khá là mỏi. Mình nghĩ đó là tất cả mọi thứ mà mình có thể nói anh em về cái sự chê trách của mình về chiếc Fujifilm GFX100 Mark II này với lại cái ống kính mới của họ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần khen ha. Mình cực kỳ yêu thích combo này, và cái điểm cần phải nhắc tới đầu tiên của nó là cái độ hoàn thiện của chiếc máy này và cái ống kính này nó cực kỳ tốt. Anh em có thể xem gần như là Fujifilm đã thay đổi cái thiết kế của chiếc Fujinon 55 1.7 này. Hầu hết những cái ống kính đời trước á, anh em có thể thấy là cái phần đầu của nó luôn luôn nhỏ hơn cái phần ngàm ở phía sau này. Và mình thì không thích cái chuyện đó một chút xíu nào, nhìn cái len nó hơi yếu yếu và nó không có cân bằng. Nhưng mà bây giờ đây, đầu ngàm của chiếc len này được làm to ra, to hơn cái phần ngàm bên trong. Và mình nhìn nó rất là cân đối, rất là vừa vặn, rất là hợp thẩm mỹ. Bên cạnh đó thì những cái đường nét thiết kế nè, cái vòng xoay vặn nè, miếng cao su ở phía trên này, tất cả mọi thứ khi mà mình so sánh trực tiếp side by side với lại cái chiếc 63F2.8 á, thì nó đều đẹp hơn và cho chất lượng hoàn thiện cao hơn khá là nhiều. Và ngay cả body cái GFX100 Mark II nữa, mình đã có một bài so sánh body với cái chiếc GFX100S đời trước. Và anh em có thể thấy được cái sự khác biệt, một bên là đen bóng, một bên là đen nhám. Và những cái đường này nó làm góc cạnh hơn, chỉnh chu hơn, nó hoàn thiện tốt hơn khá là nhiều. Cái phần bán cầm này cũng được thiết kế lại, không phải là cái phần da sần giống như đời trước nữa, mà bây giờ da ở đây đã có những cái họa tiết, mình cầm vô rất là bám tay, rất là thích. Đương nhiên rồi, một sản phẩm có mức giá lên tới gần 200 triệu đồng thì hỏi sao mà độ hoàn thiện nó không tốt cho được. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chất lượng hoàn thiện này không nằm ở cái mức high-end, nó không nằm ở mức luxury giống như là những chiếc medium format hay là những cái chiếc máy ảnh khác trong thế giới máy ảnh như là Hasselblad dòng X1D, X2D, 907X hay là những cái chiếc Leica, đặc biệt là Leica M hay là Leica S hay là Leica SL ha. Cho nên đối với mình, Fujifilm bán ra bộ combo này đúng với lại cái mức giá của nó mà anh em có thể sở hữu được. Phần tiếp theo nữa mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là lợi thế của cảm biến medium format cùng với lại độ phân giải cực kỳ lớn 102 megapixel. Trong cái buổi mà Fujifilm ra mắt cái sản phẩm này ở Việt Nam á, thì họ có demo một cái setup để cho những nhiếp ảnh gia, những người mà quan tâm tới chiếc máy này tới, họ có thể chụp sản phẩm, chụp mẫu ở cái khẩu độ là f8 cho tới f11. Và khi mà zoom lên á, và khi anh em crop lại á, thì cái chất lượng của nó cho lại là thực sự tuyệt vời.
Và nếu như anh em phải chụp một cái thứ gì đó ở một khoảng cách rất là xa với mình thì mình chụp một số cái bạn mẫu ở khoảng cách rất là xa ha. Và về khi mà mình crop lên tới 400-500% thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được những cái ảnh đó sau khi đã crop. Nôm na anh em hiểu như thế này, một bức ảnh RAW của chiếc GPX 100 Mark II này nặng đâu đó hơn 200MB, và khi crop lại 400% mình xuất ra ảnh JPEG thì bức ảnh nó còn tới 15MB lận, và cái độ phân giải của bức hình vẫn còn rất là lớn để chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ, kể cả sử dụng cái bức ảnh đó cho mục đích thương mại vẫn ok luôn nha. Chưa kể lợi thế của những chiếc máy medium format đó chính là lợi về tiêu cự, tức là khi anh em gắn trên cái body của chiếc GPX này một cái ống kính là 110mm f2 đi, GPX họ có cái ống kính đó, thì chúng ta sẽ quy đổi ra cái tiêu cự full frame nó sẽ là 87mm. Và với cái góc nhìn 110mm, nhưng mà giờ đây anh em sẽ chỉ đứng ở cái khoảng cách 87mm và để anh em chụp thôi. Thì đó là một trong những cái lợi thế rất lớn của cái máy medium format. Anh em có thể lại gần mẫu hơn, có thể giao tiếp với mẫu nhiều hơn, nhưng mà bù lại vẫn có được một cái hiệu ứng nó 3D hơn, nó nổi khối hơn của cái tiêu cự 110mm. Sẵn đang nói về câu chuyện khẩu độ nha, thì ở trên chiếc ống kính 55 mới này của nhà Fujifilm á, thì mình cực kỳ thích khẩu độ f1.7 của họ. Và gần như toàn bộ những cái hình mà anh em thấy ở trong cái video này á, mình đều để ở cái mức max khẩu luôn nha. Nó là 1.7 thì nếu quy đổi ra full frame nó sẽ là 1.4. Và cái dot nó rất là mỏng luôn, anh em có thể nhìn thấy trong toàn, gần như là toàn bộ hình. Có những cái phần á mà nét ngay giữa con mắt, xong hai bên cái phần mắt là đã hết nét rồi, chứ đừng nói đi qua mũi hay là những cái phần khác của khuôn mặt ha. Và flow làm việc của mình á, nó sẽ là như thế này. Mình luôn luôn mình để max khẩu, khẩu độ mở lớn nhất 1.7 ha. Sau đó mình sẽ tự động cho máy nhận dạng khuôn mặt, lúc nào mình cũng để chữ C chụp liên tục. Và anh em biết là Fujifilm họ nói rằng chiếc GPX 100 Mark II này nó có thể chụp liên tục 8 FPS, 8 khung hình trong một giây đó, nhưng mà mình không quan tâm lắm, mình cứ có bao nhiêu là mình chơi hết cò thôi. Và nó sẽ cho ra được những bức ảnh như thế này. Có rất là nhiều bức ảnh ao nét, nhưng mà thực sự cái ao nét đó là thứ khiến cho mình thích thú. Mình cầm Fujifilm mình có cảm hứng hơn hẳn để chụp cho ra được những bức ảnh, đặc biệt là với những cái mẫu rất là đẹp. Cuối cùng thì mình sẽ nói về sự thành công của GPX ở thị trường Việt Nam. Nó có thành công không? Có. Ở thị trường quốc tế nó có thành công không? Chắc chắn là có luôn. Tại sao Fujifilm lại thành công với GPX? Mình nghĩ nguyên do đầu tiên đó là do nó một mình một cõi, thị trường medium format đã khó rồi. Và những cái đối thủ cạnh tranh của nó, nếu mà so về hiệu năng trên giá thành thì không có nhà sản xuất nào có thể đủ tầm được coi là đối thủ của GPX cả. Nếu ở phân khúc luxury high-end như mình đã nói, có Leica, có Hasselblad, nhưng mà những chiếc máy đó nó có giá thành quá là cao, chưa kể là khi anh em mua máy xong anh em còn phải mua lens nữa. Và những chiếc lens của Fujifilm thì có giá mềm hơn rất là nhiều. Để tổng kết lại cho video này thì GPX 100 Mark II chắc chắn sẽ lại là một sản phẩm thành công nữa của Fujifilm, nếu chúng ta chỉ xét trên phương diện medium format thôi ha. Nó có một thiết kế đẹp, cái hệ thống ống kính bao gồm 18 cái lens ở thời điểm hiện tại rất là tuyệt vời, cái nào cũng xịn, cái nào cũng cho ra những bức ảnh rất là xuất sắc. Nó có một cộng đồng người dùng rất là đông đảo, bên cạnh đó là cái hệ profile màu rất là quen thuộc đối với những anh em chơi Fujifilm ha. Và mình nghĩ là Fujifilm họ không cần PR sản phẩm quá nhiều đâu. Cái vấn đề đặt ra ở đây là nếu anh em chịu chơi, anh em có chịu bỏ ra 200 triệu đồng cho một cái body giống như là chiếc GPX 100 Mark II này không? Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.